Hello, mình là Chim. Chào mừng các bạn tới với Anchachi Studio, một kênh YouTube dành riêng cho màu nước. Chuyên mục 30 giây ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau vẽ một cây trúc bằng cọ bẹt. Đầu tiên, mình sẽ cầm thẳng cây cọ của mình và kéo từng nét dứt khoát. Mình chỉ cần làm 3 lần như vậy là mình đã có một cái thân trúc rồi. Bổ sung thêm những cây lá trúc ở những vị trí xung quanh của thân trúc nữa là được rồi. Ta-da, xong rồi. Lý thuyết là 30 giây, nhưng nếu mà mình thực hành thì mình có quyền được vẽ dài hơn một xíu. Chỉ cần mình nắm vững cái bí kíp là xong. Bây giờ mình sẽ vẽ một cây trúc thật là chi tiết, có thêm nhiều lá, nhiều nhánh để trông nó sinh động hơn nha. Nếu như mình bỏ nhiều thời gian và chăm chút tỉ mỉ hơn thì bức tranh của mình sẽ đẹp và sinh động hơn, đúng không nào? Cảm ơn mọi người đã xem clip. Nếu như mọi người thích thì hãy like, share, subscribe kênh nha. Mình sẽ làm thêm nhiều clip để chia sẻ về bí kíp màu nước nữa đó. Hẹn gặp lại mọi người ở clip lần sau. Bye bye!